Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chú trọng. Đặc biệt với những thương binh, bệnh binh nặng, sự quan tâm chu đáo của chính quyền địa phương cũng như cộng đồng xã hội không chỉ giúp họ vơi đi phần nào nỗi đau do di chứng chiến tranh mà còn thắt chặt tình cảm gắn bó giữa thế hệ cha anh đi trước và lớp trẻ hôm nay. Đây là một buổi trao quà cho các thương binh, bệnh binh nặng do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với đơn vị Mạnh Thường Quân tổ chức. Chiến tranh đã đi qua, song những mất mát, những đau đớn vẫn hiện hữu trên mỗi thương binh, bệnh binh này với tỷ lệ thương tật trên 81%. Những xuất quà được trao tặng tay như thế này đã tiếp thêm nguồn động viên để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Phường với quận với thành phố nói chung thì quan tâm rất là đúng đắn. Theo chính sách của ban hành của đảng nhà nước, không thiếu sót cái gì. Và bản thân tôi nói là sống độc thân của mình, và kể ra không thiếu một cái gì. Đau thì có thuốc men của bác sĩ tới nhờ khám nữa. Không chỉ tổ chức những đợt trao quà tập trung, chính quyền địa phương cũng thường xuyên đến tận nhà để thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh nặng. Trao đổi cởi mở, thân tình, những buổi trò chuyện thân mật sẽ giúp cán bộ cơ sở hiểu hơn về tâm tư nguyện vọng của các thương binh, bệnh binh để kịp thời có chính sách hỗ trợ. Tôi cảm ơn cái sự lãnh đạo của quận cũng như của phường. Kể cả cái chỗ tôi làm việc trước đây cũng vậy. Khi tôi bị thương, chiến đấu bị thương rồi cũng được quan tâm của sự lãnh đạo của đảng, nhà nước. Đưa tôi đi cùng với trang từ ở miền Nam này ra tới Bắc. Bắc rồi chân cản rồi chi ở ngồi kia họ lo hết rồi lại cho về là công tác, là tôi công tác ở khu xu Đà Nẵng. Hiện Đà Nẵng có hơn 110.000 đối tượng được xác nhận theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó có khoảng 8.000 thương binh, bệnh binh. Từ đầu năm 2020, thành phố đã hỗ trợ từ 1 đến 1,5 triệu đồng một người một tháng, đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ hàng tháng với mức 1 triệu đồng cho người có công, thân nhân người có công, không còn sức lao động, thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố. Tổng kinh phí cho hai chính sách này hàng năm trên 10 tỷ đồng. Các quận huyện trên địa bàn thành phố cũng đều lên kế hoạch triển khai định kỳ để không bỏ sót trường hợp. Hàng năm thì quận đều có cái chương trình tri ân, nhất là những cái dịp lễ hội, những dịp mà ngày thương binh xã hội thì quận chăm lo cho đời sống của người dân, tặng quà, thăm hỏi, động viên. Ngoài ra thì một số đơn vị tài trợ lớn cũng có quan tâm, cũng đồng hành với quận, một mặt là trang trải một phần cuộc sống cho người dân, một phần là chăm lo cho đời sống về lâu về dài và sự cống hiến hy sinh của các thương binh. Chăm lo đời sống cho đối tượng người có công nói chung và các thương binh, bệnh binh nặng nói riêng không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của các cấp, các ngành, mà còn thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay với lớp cha anh đã cống hiến hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.